Trong căn nhà sập sệ, anh Vừa A Cho cùng hai đứa con nhỏ chuẩn bị bữa cơm trưa. Đã hơn 4 tháng trôi qua nhưng sự ra đi đột ngột của người vợ vẫn còn ám ảnh trong tâm trí anh và con. Chỉ vì xích mích gia đình, vợ anh đã dại dột tìm đến cái chết bằng cây lá ngón, để lại mình anh gà trống nuôi con. Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay lại càng thêm chồng chất. Hai vợ chồng không hợp nhau, hơi cãi nhau về con. Nên vợ tự ngay mà. Khi phát hiện ra cái sự việc khi vợ tử thì anh lắng ngó kia là cũng đưa ngay lên trạm y tế để rửa dạ dày, nhưng mà không cứu được. Hiện tại cuộc sống của gia đình thì rất là khổ, mà mình không có vợ thì mà mình nuôi hai con cả quần áo và đưa con đi học rất khổ sở. Vợ anh Vừa A Cho không phải là trường hợp duy nhất ở xã Nong U tìm đến cái chết bằng cây lá ngón. Mỗi năm ở đây có cả chục người tự tử bằng cây lá ngón, và trong số đó chỉ may mắn cứu được từ 5 đến 7 người. Cây lá ngón là loại cây mọc hoang có sức sống mãnh liệt, có khả năng tái sinh cao và không thể diệt trừ tận gốc. Trên tay tôi là loại lá ngón hoa vàng, một loại lá ngón cực độc trong hai loại lá ngón nằm phổ biến trên các địa bàn huyện vùng cao của tỉnh Điện Biên. Và loại cây này thì rất dễ tìm kiếm, nó mọc rải rác ở các bản làng. Đối với đồng bào dân tộc Mông, các huyện vùng cao của tỉnh Điện Biên, khi họ gặp những bức xúc trắc trở trong cuộc sống thì họ thường tìm đến loại cây này để giải quyết bằng cách tự tử. Và theo như cán bộ y tế cơ sở thì đối với loại lá già như thế này, chỉ cần một nửa lá cũng có thể cướp đi sinh mạng của một con người. Kể từ đầu năm 2016, xã Nong U đã có tới 11 trường hợp tự tử bằng cây lá ngón. Trong đó có 3 người chết, 8 người may mắn được cứu sống do phát hiện và đưa lên trạm y tế sớm. Mặc dù xã đã tích cực trong công tác tuyên truyền, nhưng dường như càng tuyên truyền số lượng người ăn lá ngón tự tử lại có xu hướng tăng. Không những là hàng tháng mà có nghĩa là hàng ngày hàng giờ, nghĩa là đi họp hành các cái buổi họp dân của các bản ấy, thì đa số là cán bộ, không những cán bộ chuyên môn mà cán bộ có nghĩa là cán bộ và công chức trên xã thì luôn luôn tuyên truyền các cái vấn đề mà để liên quan đến lá ngón, muốn là muốn để giảm, nhưng mà mình càng tuyên truyền thì lại hay như là lại càng tăng lên thì không biết là như thế nào. Theo số liệu của Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông, trong 8 tháng qua, ngành y tế huyện ghi nhận có tới 73 trường hợp tự tử bằng lá ngón, trong đó có 29 người chết. Con số tử vong tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2015. Công tác tuyên truyền cũng đã được đề cập đến nâng cao, nhưng mà do cái nhận thức của người dân là họ nhận thức rất là kém. Đấy. Chất lượng cuộc sống thì cũng là thấp. Do một chút xích mích thôi, có thể là do bố mẹ không đồng ý một số vấn đề gì đó thôi là người ta có thể là vào rừng ăn lá ngón tự tử, hoặc là gia đình vợ chồng có xích mích cãi nhau một chút là họ đến tự tử. Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông cũng khẳng định giải pháp khả thi nhất để ngăn chặn tình trạng này vẫn là tuyên truyền, cùng với đó là tăng cường đội ngũ y tế cơ sở để nhằm giảm thiểu số người bị tử vong do ăn lá ngón trên địa bàn. Ngoài công tác truyền thông đấy là phải là mình cũng phải triển khai các dịch vụ để tiếp cận các tiếp cận dân hơn đấy, rồi phát triển công tác y tá bản, thôn bản cũng như là những cô đỡ thôn bản đấy, khi họ phát hiện được sớm thì họ mới đưa đến trung tâm y tế mình sớm. Biện pháp khả thi vẫn là tuyên truyền, nhưng tuyên truyền cần phải đúng cách, phải tìm cách thay đổi nhận thức của người dân. Cơ bản hơn là thay đổi thái độ coi nhẹ mạng sống của mình đối với nhiều bà con dân tộc Mông ở các bản làng vùng cao. Chỉ khi đó mới có thể hy vọng sẽ không còn những cái chết thương tâm, dại dột vì con ma lá ngón nữa.